Các địa phương cần rà soát, thống kê các trường hợp đã tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19 để xây dựng kế hoạch tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 đối với các trường hợp đã có đủ thời gian, trong đó ưu tiên người trên 50 tuổi. Đây là đề nghị của Bộ Y tế để đẩy nhanh tiến độ phòng chống dịch bệnh. Theo thống kê, cả nước đã tiêm được hơn 111 triệu liều vaccine, trong đó có gần 43,6 triệu người đã tiêm đủ liều. Có 58 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 22 tỉnh đạt tỷ lệ trên 95%. Còn 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine dưới 70% dân số từ 18 tuổi trở lên. Hiện đã có 32 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50%, trong đó có 4 tỉnh có tỷ lệ bao phủ trên 90%.